xưa ngày xưa, ở một làng nọ có một gia đình rất là nghèo, chỉ có hai anh em. Mẹ mất sớm, hai anh em ở với bố. Và ngày hôm nay thì bố cũng đã ra đi nốt, chỉ để lại hai anh em. Đói. Khi nhận phần thiệt về cho mình, người em đói rách suốt ngày phải đi hái rau rừng để ăn. Nhưng với bản tính chịu khó, người em đã tạo cho mình được một cơ ngơi kinh điển, đó là một vườn rau. Quá là nhiều rau luôn. Mày bán gì mày bán mẹ mày đi để tao còn tránh để tao còn bay tiếp. Bán gì mày bán mẹ mày đi để tao còn tránh để tao còn bay tiếp. Hay là mày lấy cái thang cho tao đi. Mày ăn đá. À thôi thôi, tao xuống. Có cái quả nào đâu nè? Cái quả hoa đây này. Mày bây giờ chụp hoa đi đâu? Hả? Lấy một chụp hoa để ra bao nhiêu quả không? Hoa thì cắt gì nữa ra quả? Ra hết. Sâu nó ăn thì sao? Nhà tao thụ tinh bằng sâu. Tao đã bảo mày rồi. Chỗ đây. Được chưa? Mày thấy chưa? Thấy chưa? Bám chắc vào. Mày cẩn thận vào. Tao xích cổ nha. À, bám chắc vào. Tao bay cẩn thận lắm rồi đấy. Bay cẩn thận. Tiếp tục lên.